Zalo em Nghĩa xin mến chào thầy thì các bác nhá. Đến hẹn lại lên. Và hôm nay là ngày thứ tư, tối ngày thứ tư, và là ngày cho các bác là ngày 16 tháng 10. Bây giờ cũng vừa tranh thủ lên cho các bác là có một nô mà cắt cỏ, và là dòng máy cắt cỏ hàng Nhật bãi nữa các bác nhá, hàng Nhật bãi nữa. Và cũng như mọi khi thì bây giờ hôm nay tranh thủ lên cho các bác là gồm có tất cả là 14 cây. Tình trạng có rất là nhiều máy đẹp các bác nhá. Thì bên em thì bán hàng thì bao ship cho các bác là về mọi nơi mọi miền trên toàn quốc các bác nhá. Nhiều bác mình hỏi là có ship về tận nơi không, thì em ship về hàng về tận nơi. Và đặc biệt các bác mình mua hàng ở bên em thì em không lấy cọc nhá, mua hàng em không lấy cọc, hàng về tới tay các bác được quyền kiểm tra, mở khui hàng kiểm tra, giật nổ rồi mới thanh toán nhá. Đấy, giá trên thì em bao ship rồi và tặng đủ đồ. Hôm nay thì lên cho bác gồm có tất cả 14 cây, thì em lên cho bác cũng có rất nhiều con máy cắt cỏ và máy đẹp như sau. Thứ nhất, đây là một con máy cắt cỏ của Mitsubishi nhá, dòng máy bình xăng trên, loại T170. Đấy, con này rất là lớn nhá, rất là to luôn, siêu bền dòng này. Loại 37-38 ly, dành cho bác là mình cắt cỏ số lượng nhiều này, mình đi cắt bằng cước này, hoặc là mình nắp đĩa sới mình sới nhá, con này rất là khỏe. Và đặc biệt có một con 4 thì của Makita, con này đẹp phải trên 95%, rất là mới. Đấy, như hàng đập thùng luôn. Đặc biệt máy động cơ 4 kỳ chạy xăng trắng không pha nhớt. Và đây có một con máy cắt cỏ của Mitsubishi dòng TBE27 nhé. Con này nòng 34-35 ly 27cc, tay ga bóp màu vịt zin. Đấy, tay ga bóp có nhìn này, rất là xịn sò. Và có một con máy cắt cỏ cho các bác là con Robin 26 nhé. Con này thì nòng 34 ly, chạy chế cho các bác là chế One Pro, chế tự động 1 kim, tung rời, rất là bền dòng này. Đấy, nhiều bác mình hay cắt cỏ mà cắt nhiều này, muốn mua cho con máy cắt cỏ mà nồi đồng cuối đá lấy dòng Robin này nhé. Và một con máy cắt cỏ của Echo dòng CT24TE, loại nòng 34 ly 24cc nhá, gà bóp màu vịt này. Rồi có một con máy cắt cỏ của Ruby, đẹp leng keng xà beng luôn, con này còn vỏ quá mới, các bạn nhìn cái bồ này bóng loáng luôn nhá. Đấy, tiếp một cái là cái nắp bô e thì nó hơi bị bể lên một tí, em đã gắn lại rồi, còn lại là vỏ viết là máy móc êm du. Đấy, Ruby 26. Và đây cũng có một con Ruby nữa này, 26cc, nòng cũng 34 ly này. Rồi dòng Kawasaki TG24 này, con này chạy rất là bền nhá, giá vừa tiền mà đặc biệt chạy bền khỏe. Đấy, thời gian các bác dùng thời gian lâu này, 6-7 năm vô tư. Và đây cũng có con Echo 24 này, con này thì nó rẻ hơn một cái là vỏ nó bị bể này. Đấy, các bác nào mình không quan trọng vỏ viếc thì lấy con này nhá. Rồi có con Mitsubishi TUE 21 này, con này nòng 32-33 ly này. Rồi Echo trắng này, Echo trắng ngọc trinh, có con rất đẹp luôn, các bác cắt cỏ gia đình lấy dòng này siêu tiết kiệm xăng. Đấy, rồi có con Zenwatt Komatsu 23 này, rồi Robin 20 này và Tanaka 20. Đấy, và các bác mình xem qua những con máy trên mà các bác mình muốn mua hàng và đặt hàng thì các bác chỉ cần liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đấy nhá. Số của em sử dụng có một đầu số duy nhất thôi là 0947594 và có số 678 đuôi. Số này thì em luôn dùng Zalo nhá, luôn dùng Zalo. Và kênh em là kênh shop Trung Nghĩa Nhật Bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy tiền cọc. Đấy, mua hàng em không lấy cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán nhá. Giá trên thì em đã bao ship và tặng đủ đồ, tặng cho các bác tất cả những món như sau này. Một cái tip mở hai đầu này, 13-19 để mở buji và mở đầu dao. Tặng cho các bác một cái bát cuốc có nõi đỏ hai chấu, một chai nhất nhỏ để các bác mình về pha căn tỷ lệ, và một cây lục giác 4 để tháo ráp tay cầm nhé. Đấy, máy móc bên em thì không có tháo rời máy. Các bác nhận hàng, nhiều bác mình sợ là mới nhận hàng mình về mình không biết kiểm tra, nói chung là mình không biết lắp ráp thì em không có tháo máy nhé, chỉ có tháo hai tay cầm thôi. Đấy, về nhiều bác mình lớn tuổi không biết về máy cũng có thể ráp được. Đấy, và em cũng nhắc một điều là các bác mình mua hàng bên em thì chuẩn bị xăng trước nhé. Xăng và nhớt em đều đổ ra hết. Đấy, sợ cháy nổ bên Viettel. Và em có tặng cho các dây đeo này. Rồi dao thì em có hai loại nhé. Dao này là dao dài phạm quang 3 tấc, dành cho bác là cắt cỏ nhanh số lượng nhiều thì các bác dùng dao này cắt này. Còn các bác là thấy có vườn thì mình có nhiều đá sỏi, có nhiều cành cây gốc cây trên cao thì có thể dùng những con dao tròn của Nhật cũ như thế này. Dao này là dao của Nhật cũ đã được mài sẵn cho các bác rồi, cực kỳ sắc bén. Đấy, và nó đảm bảo cho các bác là nó tuyệt đối an toàn. Còn các bác mình muốn lấy combo cả hai dao, một dao tròn và một dao dài thì thêm cho bên em là 50.000. Rồi, ngoài những phụ kiện tặng kèm thì có bán một số đồ đạc kèm theo cho các bác là không thể thiếu. Nhất động cơ 2 kỳ chuyên sử dụng cho máy cắt cỏ và cưa xích, bơm mini Nhật bãi em bán giá 100.000 một bình. Hai lồng gom cỏ gặt lúa giá 100.000 một cái. Bùi nhùi trà cỏ 85.000. Đầu bơm nước mini 135.000. Và cái cuối cùng cho các bác là hộp cước mắt mèo 125.000 một hộp. Đấy, cực vuông, xài rất là tốt. Và em lên cho các bác lô ngày hôm nay là lô chữ V các bác nhá, UV. Đấy, con lô này hôm nay rất đẹp luôn. Các bác nhìn này, con Makita này, con Mitsu này, rồi Robin này. Đấy, máy quá chất lượng. Và em lên cho các bác cây đầu tiên, mã số cho mình là con V1. Và đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Talaka, dòng Talaka giật trước. Cái này thì có tên cho các bác là Talaka CB này
2011H. Cú số này sẽ là 20cc, nòng của nó là nòng 30-31 ni. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế, nòng, hơi, bô, bình xăng dưới đều duy hoàn toàn. Đi chế cho bác là chế qua một rosin, chế tự động một kim nhé. Và ne của nó là ne tay đỏ tự động xịn sò. Đấy. Và đặc biệt cái này, tum cho bác là đi tum rời, rất bền. Đấy, các bác nhìn vỏ viếc máy này, rất đẹp. Với tầm tiền các bác khoảng tầm 1,1-1,2 triệu, muốn mua một con máy cắt cỏ nho nhỏ này, về cắt cỏ vườn, cắt cỏ gia đình, cắt cỏ bờ ruộng các thứ, muốn mua loại dễ nổ, dễ dùng thì các bác lấy dòng này nhé. Dưới đấy bình xăng là có chân trống luôn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe con đầu tiên. Mã số cho mình là con V1. Cái đầu tiên nổ cho các bác cực kỳ ngon lành luôn nhé. Mã số cho mình là V1 nòng 30-31 ni. Em báo giá cho mình có 1,2 triệu thôi. Cái đầu tiên, mã số V1. Tiếp theo lên cho các bác là con V2. Và đây là một con máy cắt cỏ form vuông của Robin các bác nhé. Form vuông Robin. Cái này thì có tên cho mình là Robin này, Engine loại EC02E. Cú số này sẽ là 20cc, nòng của nó là nòng 30-31 ni. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế này, nòng, hơi này, bô viếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Và đi chế là chế qua một pro, chế tự động một kim. Cái này thì dưới đáy bình xăng thì có chân chống luôn các bác nhé, cũng bảo vệ bình xăng. Đấy. Cái dòng Robin này thì đặc biệt cái cũng xài rất là bền, và đặc biệt máy nhỏ nhẹ nhưng mà cắt rất là khỏe. Đấy. Các bác nào mình muốn mua những con máy cắt cỏ mà nhẹ vừa dễ dùng lấy dòng này nhé. Đấy, con này nóng đứng, tum là tum liền các bác nhé, tum liền. Ga này thì đang sở hữu bộ ga cho mình là ga bóp thắng xe đạp zin của Nhật. Đấy. Rất là nhẹ luôn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V2, con Robin. Mã số cho các bác là V2, con này nòng 30-31 ni. Em báo giá cho mình có 1,3 triệu. Đấy, giá đã bao ship rồi và còn tặng cho các bác là đầy đủ dao và dây đeo nữa. Tiếp theo, em lên cho các bác là cây V3 nhé. Và đây là một con máy cắt cỏ của Zenwatt Komatsu, màu vỏ rất đẹp luôn. Cái này thì có tên cho các bác là Zenwatt Komatsu TRZ này, 230EZ của thương hiệu Komatsu Zenwatt, do Made in Japan sản xuất. Có đề công suất của nó là 23cc và nòng của nó là nòng 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Giật con này thì nó có trợ lực nhá các bác nhá, kéo rất là nhẹ. Và con này thì đặc biệt cái là thiết kế cho bác là nòng hơi buji thẳng đứng luôn. Đi chế thì đi chế ngoại mới nhất của qua một rồ. Chế ne trong, nó có hai kim chỉnh xăng to và nhỏ nằm dưới này, chỉnh gan tin nằm trên. Và đi cho bác là tum liền nhá, tum liền. Đấy. Rồi, em sẽ giật nổ để các bác nghe thử mã số con V3 này các bác nhé. Rồi, giật nổ. Mã số cho các bác là V3, con này nòng 32-33 ly. Em báo giá cho mình có 1,350,000 thôi. Mã số cho các bác là V3. Tiếp theo lên cho các bác là cây V4 nhé. Đây là một con máy cắt cỏ của dòng Echo trắng. Và bên em hay đặt tên cho nó là thương hiệu Echo trắng Ngọc Trinh. Các bác nhìn nó này, trắng nõn như Ngọc Trinh luôn. Đấy, quá trắng. Con này thì có tên cho các bác là Echo
AT223T. Con này công suất của nó là 22cc và nòng của nó là nòng 32Ni. Tình trạng máy thì cũng đều ở duy nguyên bản tuyệt đối 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều duy hoàn toàn. Đi nắp xăng là nắp xăng kín thôi nhá. Và con này thì sử dụng cục sạc ghế riêng nằm đây. Đi chế là chế vũ bơm lớn của Echo và nó sản xuất cho các bác là tum liền các bác nhá, tum liền. Con này thì dưới đáy bình xăng thì có sử dụng chân chống bảo vệ bình xăng cho các bác. Đấy. Và gang này đặc biệt các bác nhìn cái gang này. Gà bóp mỏ vịt zin các bác nhá. Gà bóp mỏ vịt zin. Đây. Đặc biệt cái con này là màu trắng nõn luôn, trắng như Omo. Đấy. Cái nắp xăng đỏ au luôn. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V4 Echo trắng 223. Ghét quá hay. Mã số cho các bác là V4, con này nòng 32 ly. Em báo giá cho mình có 1.400.000 thôi. Mã số cho các bác là V4 nhá. Tiếp theo em lên cho các bác là con V5. Con này thì vỏ viếc nó hơi cũ một tí này. Nó có tên cho các bác là Mitsubishi và dòng TUE21. Con số này sẽ là 22cc. Nòng của nó là nòng 32 ly nhá. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đặc biệt cái thương hiệu này thì nó có giật cho các bác, nó có trợ lực này. Dưới đáy bình xăng này, tất cả đều nguyên zin hết. Và đi chế cho các bác là chế qua một pro, chế tự động một kim và nó thiết kế cho các bác là có hai cổ nhé. Nó có cổ trên và cổ dưới. Cái chế qua một pro này là đặc biệt cái là cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy. Và thương hiệu này thì trong nóc của nó thì luôn dập chữ các bác nhá, dập chữ Mitsubishi. Đấy, các bác nhà thấy này, cực kỳ uy tín luôn. Đấy. Và con này thì cho các bác là tum liền. Ga thì đang sở hữu bộ ga bóp sừng trâu, tay kia đồng sừng trâu tay đơn đấy. Hãy tay sừng trâu một càng. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V5, con Mitsu này nhá. Mã số cho các bác là V5, con này nòng 32-33 ly. Báo giá cho mình có 1.400.000 thôi. Mã số cho các bác là V5. Tiếp theo em lên cho các bác là cây V6. Đây là một con máy cắt cỏ của dòng Echo CT24 nhé. Con này công suất của nó là 24cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Đặc biệt con này thì em thấy nó nói chung là máy còn rất là đẹp. Chỉ tiếc một cái là cái vỏ của nó hơi bị bể một tí. Đấy, con này các bác còn có vỏ khác mà thay vào thì máy đúng chuẩn là đẹp luôn. Con này thì có tên cho các bác đây, thương hiệu Echo này, CT24TE. Con số này thì sẽ là 24cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đi nắp xăng cho các bác đây, nắp xăng khí mà nó đỏ au luôn. Đấy, cái cục xả khí này, siêu mới. Đấy, con này thì đi chế là chế vũ âm trước các bác nhé. Và đặc biệt có bộ tay ga này, ga bóp mỏ vịt zin, siêu xịn sò luôn. Đấy. Dòng tay ga này bóp rất là ngon nhé, bật tanh tách luôn. Ga này các bác mình mua ở ngoài tầm khoảng 200k một bộ. Đấy, các bác nhìn cái bô này, tem mác còn nguyên. Con này thì cho bác là tum liền và tum nhôm nhé. Dưới đáy bình xăng thì sự chân chống bảo vệ bình xăng. Đấy. Rồi, em sẽ giật nổ để các bác nghe từ mã số cho mình là con V6, con Echo 24. We'll be right back.
Mã số cho các bác là V6, con này nòng 34 ly, em báo giá cho mình có 1.400.000. Mã số V6 Echo 24 màu đen trắng nhá. Đấy, con này thì vỏ hơi bể một tí. Tiếp theo em lên cho các bác là con V7 này, con này cũng rất là xịn sò, rất là ngon. Con này thì có tên cho các bác là con Kawasaki dòng TG24 nhé, Kawasaki TG24. Cấu trúc này thì sẽ là 24cc và nòng của nó là nòng 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều riêng nguyên bản 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô viếc này, hay bình xăng dưới đều riêng hoàn toàn. Và đi chế là chế bú âm trước nhá, bú âm lớn. Đấy, chế này thì xài cũng rất là ngon. Tum đặc biệt có những cái tum này, tum rời, đấy, tum rời, tum nhôm, xài siêu bền. Dưới đáy bình xăng này thì có sử dụng kệ nhựa bảo vệ bình xăng. Đấy, đi bao ra cho bác này. Gà thì anh em lên cho mình là gà bóp xịn sò rồi. Đấy, gà bóp thắng xe đạp rồi. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V7 nhé. Con Kawasaki này. Mã số cho các bác là V7, con này nòng 32-33 ly, em báo giá cho mình có 1.450.000 thôi. Mã số cho các bác là V7. Tiếp theo em lên cho các bác là con V8 các bác nhá, một con máy cắt cỏ của dòng Ruby. Đấy, dòng Ruby 26. Đấy, cái này thì có tên cho các bác là Ruby 2620 nhá. Công suất này thì sẽ là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối 100% hết cho các bác. Đây, zin từ chế này, nòng hơi này, bô viếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Và con này thì các bạn nhìn sơ qua, vỏ viếc màu vàng ươm luôn. Đấy. À, dòng Ruby này thì chạy chế cho bác là chế Warm Up Pro, chế ne trong. Nó có hai kim chỉnh xăng to nhỏ làm dưới, chỉnh gan tiền trên. Giật con này thì có trợ lực. Đấy. Và nó đi cho bác là tum liền nhá. Mặt trước đây. Đấy, vỏ viếc này. Sơn nói chung là con này sơn zin nhá. Con này có ốp lệm thì hồng rất là êm luôn. Đấy, gà ghiếc này. Quá ngon. Rồi. Em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V8 Ruby 2620. Máy nòng 34 ly mà tiếng nổ ghe ga êm du. Đấy, có nhìn tình trạng bình xăng dưới này, nguyên zin hết. Đấy. Mã số cho các bác là V8, cái này nòng 34 ly, em báo giá cho mình có 1.600.000 thôi. Mã số cho các bác là V8. Tiếp theo em lên cho các bác là con V9, con này đẹp, neng keng luôn. Đấy, vỏ viếc này. Cái này là con Ruby 26 các bác nhá. Dòng E gọi là dòng Ruby bí. Đây, Ruby EKK 26. Đấy. Con số này thì sẽ là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Giật con này thì có trợ lực và đi chế là chế Warm Up Pro, chế tự động 1 kim và nó đi cho bác là vua bên ngoài đây, rất dễ nổ nhá. Và con này đi cho bác là tum liền, vỏ viếc là vỏ vàng của Ruby nhá. Đấy, thương hiệu này Ruby hay còn gọi là dòng Ruby hỏa tiễn. Các bác có thể đây, nó có 3 mắt nhé. Ruby này thì nó có 3 mắt. Và cái mắt này thì nó có gọi là cái mắt tản nhiệt. Dòng những cái mắt này thì khi các bác mình sử dụng, bên Nhật họ sản xuất là khi các bác mình cắt cỏ một thời gian lâu, máy nó sẽ nóng lên. Và nó sản xuất cho các bác những cái mắt này là để tản nhiệt cho nó đỡ nóng máy. Đấy. Và con này thì có trợ lực dễ dùng nữa. Đấy. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là con V9 Ruby 26 nhé. Oh,
Mã số cho các bác là V9, cây này lòng 34 ly, em báo giá cho mình có 1.650.000 thôi. Mã số cho các bác là V9, rất đẹp. Đấy. Tiếp theo lên cho các bác là cây V10, và đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Echo đen trắng. Nó cũng giống như con V6 luôn, nhưng mà con V6 thì nhìn có vẻ vỏ viết nó cũng mới hơn. Đấy, vỏ mới hơn. Nhưng mà tiếc một cái là con V6 thì vỏ nó hơi bể, con này thì vỏ đẹp, liền lạc, không bể vỡ. Cái này thì có tên cho các bác là Echo CT24TN nhé. Đấy, TL. Cái này có suất của nó là 24cc và nòng của nó cũng là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác. Đây, zin tự chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đi nắp xăng là lắp xăng kín và có sử dụng cục sạc khí riêng nằm đây. Tem NEMA bảo vệ môi trường của Nhật này. Đấy, tem nguyên zin luôn, xanh nè luôn nhá. Đây là tem bô này. Đấy, và con này thì đi chế vuông trước của Echo và đi cho các bác là tum liền. Dưới đây bình xăng thì có sử dụng chân chống bảo vệ bình xăng. Đấy, ga của nó là ga bóp mỏ vịt zin, giống như con V6 luôn, hai con giống hệt nhau. Đấy. Rồi, em thử dập nổ để các bác nghe thử mã số cho mình. Nghe thử cây mã số V10 các bác nhá. Đây là một con máy cắt cỏ của dòng Echo 24CT. Dòng này thì đặc biệt cái cắt rất là lợi xăng, dễ dùng. Đấy. Nó thiên về cho các bác là ưu điểm, cho các bác là tiện lợi. Thứ nhất là nắp xăng kín này, đời mới này, đỡ chảy xăng này. Rồi có sạc khí riêng và ga thì đi cho các bác là ga bóp. Đấy, mỏ vịt, tum thì đi tum liền, tum nhôm. Đấy, rất bền. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử nào. Rồi, mã số cho các bác là V10, con này nòng 34 ly, em báo giá cho mình có 1.650.000 thôi. Mã số cho các bác là V10. Tiếp theo lên cho các bác là cây V11, và đây là một con máy cắt cỏ của dòng Robin. Đấy, cho các bác nào mình muốn mua những máy cắt cỏ mà nó phải gọi là siêu bền này, về mình hay cắt cỏ số lượng nhiều, đấy, cắt thời gian lâu, nhà mình khoảng tầm 2-3 hecta hoặc là 5-6 hecta gì đấy, mà mình hay cắt cỏ là cắt cỏ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, đấy, các bác có thể lấy dòng này nhé. Cái này có tên cho các bác là Robin NP26 Grad Cutter. Đấy, Robin. Đấy. Cái này có số của nó là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly các bác nhé. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô viết này, bình xăng dưới thì đều zin hoàn toàn. Đi chế cho bác là chế qua một pro, chế tự động một kim các bác nhé. Qua một pro tự động một kim. Và cái dòng này thì các bác có thể thấy cái tua, cái rất là nhiều tầng, cái bộ hơi của nó rất là nhiều tầng, cái nòng của nó đây. Đấy, rất là nhiều tầng và cái tua nó đánh rất là nhẹ. Đấy, cái này thì đi vỏ cho các bác là vỏ màu vàng chanh, nước sơn zin nhé. Đấy, cái này thì đi cho các bác là vỏ là đều ốp cho các bác là đều hoàn toàn là bằng nhôm, bằng sắt thép. Đấy, nên nó không tránh được là chảy xước cái gọi là cái nước sơn của nó, sơn zin của nó. Đấy, và cái này thì cho các bác là tum rời. Và các bác nhìn qua cái chế của nó này, chế tự động này, còn rất là đẹp. Đấy, warm draw. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cây V11 có nhá, con Robin 26. Rồi. Mã số cho các bác là V11, con này nòng 34 ly, em báo giá cho mình có 1.800.000 thôi. Mã số cho các bác là V11. Tiếp theo lên cho các bác là cây V12, một con máy cắt cỏ rất là đẹp của thương hiệu Mitsubishi. Và cái này thì có tên cho các bác là Mitsubishi này, tên của nó là TBE27DD và có số series đuôi cho các bác là 737. Đấy. Cái này thì có số của nó là 27cc, nòng 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Giật con này thì có trợ lực. Dưới đấy bình xăng này thì có kệ nhựa bảo vệ bình xăng cho các bác. Và đi chế là chế qua một pro, loại chế mới nhất của qua một pro, chế tự động một kim và có hai cổ nhá. Nó có cổ trên và cổ dưới. Đấy, form dáng con này các bác nhìn này, form dáng rất là đẹp.
Đấy, máy móc thì còn quá mới luôn. Cái này thì đặc biệt cái thương hiệu Mitsu này trong nóc có dập chữ nhá. Đây, dập chữ Made in Japan trong nóc luôn. Đấy. Và đi cho các bác là bộ gà siêu ngon, gà bóp mỏ vịt zin. Đấy, siêu êm nhá. Rồi, em thử giật nổ để các bác nghe thử mã số cho mình là cây V12 con Mitsu này. Mã số cho các bác là V12, con này nòng 34-35 ly, báo giá cho mình là có 2 triệu chẵn nhá, 2 triệu tròn luôn. Tiếp theo lên cho các bác con V13, con này rất đẹp, dành cho các bác nào mình bữa giờ mình đang gọi là muốn săn tìm một con 4 thì ưng ý thì các bác có thể lấy con này, cũng rất là mới. Cái này thì có tên cho các bác là Makita nhá, MM428. Con này có số của nó thì sẽ là 28cc, nòng của nó là nòng 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Đây, zin từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đấy, con này thì có giật trợ lực này và đi chế là chế Wong Pro, chế 2 kim. Chế này thì cũng rất là thích hợp cho các bác nào mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu. Về nhà các bác chỉ việc mua xăng trắng Ron 9295 đổ trực tiếp vào cái bình lớn và dùng thôi. Đấy, ưu điểm rất là dễ dùng. Và phần bên này thì có cái nắp để các bác mình châm nhớt nhé. Đấy, các bác sử dụng nhớt động cơ 4 kỳ của xe máy nhất mới sẽ châm ở đây để làm mắt máy. Các bác mình hạn chế là mình châm quá đầy nhé, chỉ cầm châm nừng nừng đến con ốc thôi. Các bác mình châm tới nắp, cái nắp này thì nó sẽ các bác đảo qua đảo lại nó sẽ bị trào lên cái chế và nó sẽ làm máy khó nổ. Đấy. Và con này thì cho bác là tum liền, tum nhôm. Đấy, dưới đáy bình xăng thì có sử dụng chân chống bảo vệ bình xăng. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã. Các bác nghe thử mã số cây V13 các nhá. Con máy cắt cỏ của Makita 4 kỳ rất là đẹp. Đấy, đẹp long lanh luôn. Hàng 4 kỳ này về những con đẹp như thế này rất là ít. Đấy. Rồi, dập nổ. Con này nổ ga siêu êm luôn. Cái ga của nó thì ga có bóp nhả hai chế độ các bác nhá. Thứ nhất là bóp nhả này và thứ hai là bóp giữ này. Đấy, có thể bóp giữ này. Đấy, rất là xịn sò luôn nhá. Rồi, mã số cho các bác là V13, con này nòng 34-35 ly, báo giá cho mình có 2 triệu 100 ngàn thôi. Mã số cho các bác là V13. Tiếp theo lên cho các bác là con cuối cùng, con V14. Và đây là một con máy cắt cỏ của Mitsubishi dòng T170 nhá, T170. Con này thì công suất của nó thì sẽ là 33cc, nòng 37-38 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác. Từ chế này, rồi nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng trên này đều duy hoàn toàn. Và con này thì đi cho bác là tum rời, tum to bố lớn, loại 330 bố to. Cần láp thì có thể xoay được 360 độ hết. Đấy, nhiều bác mình cắt cỏ, đồi núi rẫy dốc, mình cần những con máy cắt cỏ, máy lớn về để cắt cỏ, gọi là cắt cỏ số lượng nhiều hoặc quật cước nhé. Các bác lấy dòng như con Mitsu này, xải rất là bền. Thứ nhất là nó bền cao. Đấy, thương hiệu Mitsu rất nổi tiếng rồi. Nó sản xuất cho các bác là máy cắt cỏ này, rồi xe máy, xe ô tô này, các loại. Đấy, dòng Mitsu của Nhật rất là bền luôn. Đấy. Rồi, em thử dập nổ để các bác nghe thử mã số cuối cùng, con V14 nòng 38 ly nhá. Mitsu.
Mã số cho các bác là V14, con này nòng 37 38 ly, báo giá cho mình có 2.050.000 thôi, mã số cuối cùng. Đấy. Rồi, hôm nay thì BM vừa tranh thủ lên cho các bác có một nôm máy cắt cỏ gồm có 14 cây, máy móc rất là đẹp. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên thì liên hệ giúp em nhé. Có số điện thoại em để trên góc bảng đây. Số của em là 0947594 và có số 68 đuôi. Số này thì em luôn dùng Zalo và kênh em là kênh shop Trung Nghĩa với Nhật Bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy tiền cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán. Giá trên thì em đã bao ship và tặng đồ rồi nhé. Video từ đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào và hẹn các bác những video của lần sau.